Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây các bạn ơi. Hả? Và kế bên mình và kế bên mình xin giới thiệu các bạn, đó chính là Sammy Nướp nha các bạn nha. Sammy Nướp. Chấp nhận rồi hả? Giờ Sammy không còn bình thường, mình bảo là Sammy Nướp, Sammy không chịu các bạn ạ. Bây giờ mình bảo là Sammy Nướp, Sammy chịu rồi nha. Chấp nhận đầu hàng rồi. Okay. Và như các bạn đã đọc tiêu đề thì mình nghĩ rằng mấy bạn cũng biết video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm về cái gì đúng không? Đúng vậy, hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục thí nghiệm Minecraft TikTok triệu view nha các bạn nha. Đó, mình với Sammy hơi bị thích cái series này luôn, bởi vì có nhiều bạn muốn mình làm lắm. Nếu như bạn nào muốn mình làm tiếp tục cái series này, đừng quên lại nhấn nút like cái video này, nhấn nét cái nút like luôn với cái nút đăng ký luôn, để cho mình, để hai đứa mình sẽ ra video tiếp theo nha các bạn. Ok, còn bây giờ thì chúng ta không nói nhiều nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video. Reaction nào, let's go. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với video TikTok Minecraft triệu view đầu tiên nha các bạn nha. Để xem coi đây là gì đây. Vừa vô tôi thấy nước, tôi thấy hơi bị vui đó. Vừa vô tôi thấy bạn nước đây nè. Ok, xem thử nha. Ok. Có gì đâu trời. Đây là một video của một bạn nước. Thì bạn nước này đang ở trong một cái làng của mấy ông dân làng trong Minecraft. À, ok, để xem mẹ sẽ làm gì đây. Bạn ấy đang dùng một cái kéo hả? Cái kéo để làm gì ta? Cắt quần áo của ông dân làng hả? Không, chắc là... Khoan, hình như là tôi mới thấy có cái gì đó sai nè. Trời ơi. Hình như tôi mới thấy gì đó sai nè. Ủa, hình như là bạn này mới vừa cắt cái mũi của ông dân làng đúng không? Đúng rồi, cắt cái phòng luôn rồi, mất cái mũi luôn. Mất cái mũi luôn. What the hell? Ủa sao hay vậy? Rồi sau đó làm gì nữa? Ui, đeo cái mũi lên luôn. Trời ơi. Ôi trời ơi, nước nước không có mũi bạn à, cho nên là nước cắt cái mũi của ông dân làng đeo trên mặt. Ơ nhưng mà sao người ta cái mũi nằm trên cái miệng mà sao nước cái mũi nằm ở dưới cái miệng hay sao? Tất nhiên tại vì đâu lắp được chỉ cái miệng được, tại cái miệng là cái mũi rồi. Trời ơi trời, thiệt luôn á. Ui cái này hay nha bạn nha, dùng cái kéo cắt cái mũi của ông dân làng sau đó đeo lên trên mặt. Trời ơi cái này hay à, cái này hay à. Ai, ok. Thông minh. Rồi để xem coi. Ủa chị vậy là cái này là chỉ làm được vậy thôi hả? Có cái gì khác hay hơn nữa không ta? Để mình xem coi. Sau đó là đập một cái lúa nè. Lấy cái mũi ra. Ủa? Từ từ. Cái gì á? Đừng có nói là dùng cái mũi để gieo làm nhân giống lên vậy. Hạt mầm để rồi nó mọc ra ông dân làng. Trời ơi, từ nào từ trước giờ mình chỉ nghe là củ cà rốt nè hay là lúa trồng được trong Minecraft thôi, còn cái này là trồng dân làng ra luôn nha các bạn nha. Trời, ra ông dân làng thiệt nè. Ui, dùng bột xương để cho ông dân làng lớn lên. Oh my god. Hay vậy? Wow, hay thiệt sự. Hay. Nói chung là cái này là tôi thấy là hơi bị đặc biệt luôn á, thì chắc chắn cái này á là mod đó bạn ạ. À. Thì mình nghĩ rằng là cái này là có thiệt nè. Sammy nghĩ cái này có thiệt không? Không. Không hả? Cái này chắc chắn là ghép thôi mà, không thì đâu có thật được. Trời ơi, Sammy đúng thiệt là Sammy nước mấy bạn ơi. Đây là những cái mod ở trong Minecraft, chắc chắn là bạn này quay video làm được thì chắc chắn là có thật rồi, tại vì Sam mà Sam nước Sam không biết thôi. Bây giờ Sam có tin không? Tôi vô vô trong Minecraft tôi lấy cái mũi của ông dân làng, tôi trồng ra ông dân làng cho Sam coi luôn, tin không? Rồi, ngon, tìm đi, tôi thấy hư cấu mấy bạn ơi. Sam mà tin được đúng không? Ok, cái này là Sammy nói nha. Bây giờ mình sẽ vào để mình cho các bạn xem thử là trồng ra ông dân làng rồi nha. Nếu như bạn nào nghĩ rằng là ở trong Minecraft có thể trồng ra ông dân làng y hệt như trong video được thì bạn hãy nhấn vào nút like và nút đăng ký nha. Okay. Còn nếu như bạn nào mà nghĩ là không được có thể comment mình xuống bên dưới là không được nha. Ok. Không được. Chắc chưa? Được. Rồi ok, vậy chúng ta cùng nhau bắt đầu test thử nào. Ok, let's go. Rồi, ok bạn ơi, ngay bây giờ thì bọn mình đã vào trong Minecraft rồi đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test đến cái Minecraft TikTok đầu tiên nha bạn nha. Đó chính là cắt cái lỗ mũi của ông dân làng. Đó. Sammy bảo là không tin đúng không? Là biết xạo rồi các bạn ơi, nghĩ sao cắt được cái mũi ông dân làng. Ok, cái này sao không tin nha mấy bạn. Mấy bạn xem nè, mấy bạn xem mà Sam sai lầm rồi nè. Đó. Đầu tiên nè thì mình sẽ vào ông đây. Thì mình sẽ chọn một ông dân làng. Đó, bây giờ có ông dân làng áo tím nè, dân ông dân làng áo trắng với áo nâu. Sam chọn một ông đi, Sam chọn ông nào? Ông áo hồng đi, tôi ghét quá. Ông áo hồng đúng không? Rồi ok. Ông áo hồng nè, ông làm sao để cho Sammy kêu là thấy ghét nè. Giờ Sammy đòi cắt lỗ mũi ông nè. Rồi ok, tôi lấy cái kéo rồi nè. Và bây giờ ông dân làng màu tím. Ủa, sao ra hai ông vậy? Anh em xin chào. Rồi ok, lấy luôn hai ông luôn nè. Coi nè, Sam nhìn đây nha. Búp. Đó. Lấy luôn cái ông này luôn. Búp. Ghê không? Nè nhìn nha, bây giờ Phong không có cái lỗ mũi đúng không? Bây giờ Phong lấy cái lỗ mũi của ổng nè, Phong đeo vô nè. À. Sammy khoái liền, Sammy khoái liền. Ủa,
bây giờ ủa, mình làm từ từ cho tôi hỏi, đeo cái lò muỗi vô cái mặt ông có cái tác dụng gì không? Ờ theo đẹp như dai cũng không mà hít thở cũng không, đeo để làm gì vậy? Theo như tôi biết thì đeo chỉ để cho đẹp thôi, nhưng mà nó có một cái này hay hơn nè, đó chính là từ từ nha, một tí nữa tôi sẽ chồng ra ông dân làng cho bạn xem sau. Có cái này hay hơn nè các bạn, đây đây mấy bạn xem nè, ở trong đây thì mình có một cái mắt kính đó, đây chính là một cái mắt kính của ông dân làng à. Wow, thấy không? Kính hè chứ có gì đâu dân làng. Cái này hơi bị hay luôn nha Sammy coi nè, bây giờ mình chỉ cần đeo cái mắt kính này vô thì ngay lập tức sẽ có mấy ông dân làng xuất hiện ở trước mặt mình đó. Thấy không? Ông chạy qua chạy lại nè, thấy không đó, sao thấy không? À, hay không? Hay không? Đây đây người ta gọi là giống kiểu cái mắt kính này, khi mình đeo vô thì mấy ông dân làng sẽ nhảy múa cùng với bọn mình đó bạn. Đó bạn thấy không, mấy ông dân làng đang nhảy múa cùng chúng ta. Nè, tay mình đâu có chạm đó. Đúng rồi, tay mình không chạm mà con tay nè, hai tay nè, cái con dân vật của chúng ta nó tự động nhảy luôn thấy không? Đeo kính vô là tự nhảy tự hiện mấy này hay vậy, kính 3D đúng không? Mình nhảy đi sao, mình nhảy đi. Hey. Hãy cứ vô từ và lạc quan lên em ơi. Đó, thấy chưa, xịn chưa? Trời ơi. Từ từ, bây giờ trồng được mấy ghe này mới gắt nè. Hả, sao? Bây giờ trồng được không? Trồng á hả? Trời, tất nhiên là được rồi. Tất nhiên không trồng được. Rồi ok, bây giờ nha, coi Phong nè, bây giờ không trồng được em à. Bây giờ Phong sẽ đập mấy cái lúa này ra. Đó, bây giờ Phong sẽ trồng cái lỗ mũi của ông dân làng xuống dưới đất để mình có thể tạo ra một ông dân làng bằng cách là chồng cái mũi ổng xuống nha. Ok rồi, bây giờ trước tiên á thì tôi cần phải lấy cho tôi gọi là bột xương đã. Đây tôi lấy bột xương nè, rồi mấy bạn xem nè nha, đây mình sẽ chồng xuống dưới và ngay lập tức sẽ có một ông dân làng lớn lên đó. Thấy không mấy bạn, thấy không mấy bạn, thấy không? Ghê không, ghê không, ghê không? Không những vậy đâu nha, mình có thể cho ông dân làng lớn hơn bằng cách là sẽ dùng bằng bột xương cho ổng lớn hơn nè. Đó, đó. Oh my god. Đó thấy không, ổng đang lớn nhanh như thánh giống rồi bạn. Đó. Ghê không, ghê không? Rồi một tí nữa ổng sẽ trở thành ông dân làng thật luôn. Đó, rồi cũng cũng lớn lớn rồi đó, cũng cũng sắp trưởng thành rồi đó bạn. Rồi cho thêm xíu nè. Đó, đó thành ông dân làng thiệt luôn nè. Giống như sủng như bình thường vậy á, trời ơi. Đúng rồi, bây giờ biến thành ông dân làng thiệt luôn nè, đổi đồ cho ổng được luôn nè, ghê không? Wow. Sợ liền, sợ liền. Ghép đâu mà ghép, Phong đã bảo rồi, Sammy nướp lắm, làm sao thắng Phong được. Má, mấy bạn ơi, trời ơi, à, trồng nhiều hơn á nè, trồng cho nhiều vô luôn rồi. Trời ơi, giờ đất là bây giờ trồng dân làng chứ không trồng lúa nha bạn. Đất bây giờ trồng được dân làng luôn nha các bạn nha, đó, thấy không? Thật sự. Bây giờ mấy ông dân làng mấy ông lớn rồi nè, đó. Và từ nay chúng ta gọi là sao ta, muốn có dân làng thì chúng ta chỉ cần lấy cái lỗ mũi của ổng đem đi trồng. Đó. Vậy là bây giờ nếu chúng ta muốn có một Sammy thứ hai, chúng ta sẽ bắt cái lỗ mũi ra. Ơi nhéo, nhéo nhẹ mà, Phong nhéo xong nhẹ mà. Phong nhéo xong nhẹ mà. Đâu có hồn. Tôi nhéo xăm nhẹ mà xăm nhéo, tôi muốn đứt cái lỗ mũi luôn bạn ơi, đau thiệt á. Tôi mất quay để tôi có thể trồng được ra được phong cận thứ hai không? Ok đó, giờ tin chưa? Tin rồi. Okay. 1-0 nha các bạn nha. Chèo, giờ quay video thứ hai đi nha. Video thứ hai tôi thắng. Sammy cùi bắp lắm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với video Minecraft TikTok triệu view số 2. Let's go. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với video Minecraft triệu view tiếp theo nha các bạn nha. Lại là nước nè, để xem coi lần này nước sẽ cho chúng ta cái điều gì bất ngờ ở trong Minecraft đây. Hiện tại ủa từ ủa cái con gì đây? Con gà lai con bò. Ủa mấy bạn ơi, con này là con gì các bạn? Sao mà cái đầu của nó là đầu con bò, cái miệng thì là miệng con gà, cái thân của nó thì lại là thân của con gà. Nhưng mà cái bụng của nó là bụng con bò, còn cái tay, cái cánh của nó cũng là cái tay con bò luôn. Ủa, sao nó xoay nữa kìa, nó xoay như vòng trống kìa vậy đó. Nó còn xoay như cái vòng trống nữa kìa các bạn. Ủa, ê sao sao vậy? Hình như tôi thấy ở bên đây bên đây có con heo đang quay vòng tròn tròn. Từ để mình xem hết con bò đã. Đây con bò nhìn đúng hài. Ôi con heo kìa, mấy bạn nhìn con heo nè, bạn con heo nó xoay vòng tròn luôn kìa, xoay mà cái đầu nó đứt ra, cái đầu và cái thân luôn liên quan luôn á. Ui nó xoay vòng tròn kìa. Ui nó đi được kìa, trời ghê thiệt. Wow, cái đầu ông dân làng bay trên trời. What? Oh my god. Ủa sao nhiều điều bất ngờ quá vậy trời, sao mà cái đầu ông dân làng bay trên trời nè. Rồi sao có con heo? Ủa con heo này con heo gì mà sao nhìn nó ghê. Cái tay nó xoay vòng tròn. Cái gì vậy? Không, nó có 6 cái chân lần nha Sam nha. Có nó
đi. Nó có 6 cái chân lận nha Sam nè. 1, 2 nè, 3 nè, 3 x 3 Ê, 3 x 2 là 6 nè. Đó, 6 cái chân lận nha. Ủa trời ơi, là chị nó không biết đi đó. Biết đi, con gì vậy trời. Ôi, con này nhìn đúng 2 đúng trời. Ok, cái này tôi thấy vui nè. Sammy nghĩ là cái này có thật trong Minecraft không? Tôi nghĩ thì chắc là có thật. Tại vì... tôi nghĩ là không các bạn. Trời ơi, tại sao lại không? Nó quá là hư cấu luôn. Bây giờ tôi nói thật luôn, không có cái mob nào nó dị hợm như thế này được. Không công nhận. Thiệt luôn á. Mob là dị như thế này luôn á. Sammy đã sai lần đầu tiên rồi mà Sammy vẫn không rút kinh nghiệm. Trời, mình đã nói rồi, Minecraft là cái gì mà chẳng làm được đúng không bạn? Thôi ông biết cả đoạn đầu tôi đoán sai như đoạn sau tôi đoán thế nào cũng đúng. Đó, chắc đó, chưa? Chắc chắn trời ơi. Ok. Như thế này không thể nào được, quá hư cấu. Minecraft không thể làm được như thế này được. Không, rồi ok, Sammy nói nha các bạn nha, cái này là Sammy nói nha bạn, được rồi. Nhưng riêng mình á thì mình biết cái mod này và bây giờ mình sẽ vào trong Minecraft test thử cho các bạn xem nè. Đúng không? Mày đặt dụ tôi đúng không? Ok, 1-0 rồi, bây giờ là mấy bạn coi 2-0 rồi nha các bạn nha. Ok, bắt đầu thôi, let's go. Rồi ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái Minecraft TikTok triệu view những cái con vật kỳ lạ trong Minecraft. Không có thật đâu, thua đi bạn ơi, thua đi. Trời ơi, dễ gì thua được. Hồi nãy Sammy không tin là những cái con vật mà hồi nãy là có thiệt. Rồi ok, Sam không tin đúng không? Bây giờ không cho Sam coi cái này là Sam sẽ tin nè. Đây, bên này. Đây, bây giờ cho Sam coi cái này là Sam tin nè. Đây. Tôi không thấy là tôi không tin rồi. Sam ơi, mở mắt ra nhìn nè. Nhìn nè. Trời ơi, ở đâu ra mấy cái con gà mà nó mập dưới trời, ở ngoài đời mà có con này mà làm KFC thì hơi bị hấp dẫn đó nha. Trời ơi, con này là con gà gì? Nhìn, ủa sao? Con gà con à. Gà con bự như cái gối vậy. Ơi mà nhìn mấy con này giống kiểu, giống cái cục len đó bạn, chứ không phải là, cái lóc này đang không phải là con vật nữa đó. Chưa. Trời ơi, mấy cái con này là còn bình thường. Sao mình phải coi những con độc lạ hơn, độc lạ bình dương hơn nữa. Đây coi nè, đây ở chỗ này có những con nhìn nó còn độc lạ bình dương hơn đó nè. Đây Phong lấy ra cho Sam coi. Hay không? Chắc không? Nhiều lắm, trời mấy con này nhiều lắm. Mấy bạn đợi Phong xíu nha, Phong sẽ lấy ra review hết cho bạn xem nha. Đây. A few minutes later. Rồi đây, đầu tiên chúng ta sẽ xem thử coi nó sẽ ra con gì nha. Sammy đón cái quả này ra là nó ra con gì? Chuột đúng không? Tại không biết, đây xem nè. Ôi, ông dân làng. Ông dân làng có gì đâu. Ông dân làng sẽ làm được gì đây, mấy bạn xem thử nha. Ui, ông có thể dịch chuyển được. Wow, ghê, ghê. Ồ, đây là ông dân làng Enderman nha. Rồi, dân tiếp làng theo. Enderman. Wow, dân làng con nhện. Oh my god. Ông dân làng hình con nhện các bạn ơi. Trời ơi. Trời đâu ghê quá à. Đẹp mà. Đẹp chỗ nào? Nhìn trời ơi, đi với cái thuyền kìa. Đi móng kèo không ơi, móng kèo thuyền. Ông thử đập nó đi. Nào thử coi. Đó đi, nó kèo ấy, nó kèo với cái thuyền nha. Rồi, con vật tiếp theo sẽ là một con mực khổng lồ. Mực biết bay. Biết bay trên trời. Wow, mực bình thường là sống dưới biển và bây giờ con mực này nó bay lên trên trời luôn nha các bạn nha. Hơi bị đỉnh. Trời ơi, ok rồi, tiếp. Tưởng tượng cái cây cái đèn. Một con creeper cầm cung. Lần đầu tiên trong cuộc đời, creeper có tay. Ôi, creeper có tay. Ờ đúng rồi, nó có tay nè. Wow. Từ, để mình thử chỉnh một cái lệnh để cho mình chết không mất đồ đã. Sau đó là mình sẽ dạ, để cho nó bắn mình. Ừ đúng rồi, mình sẽ cho con creeper này nó bắn mình thử nha các bạn nha. Nó dùng cái tay nó làm gì? Rồi ok, mình sẽ chỉnh cái emote không nè. Rồi để coi nó có bắn mình được không nha các bạn. Trời ơi. Ôi, ơi nó bắn nè, bắn nè. Ui. Ủa? Ui. Ủa sao con mực nó bắn giống gắt vậy? Cái con mực nó còn biết bắn lửa nữa bạn ơi. Ghê thiệt. Thôi trời. Oh my god. Trời. Nguy hiểm quá. Đâu mà sợ quá. Rồi ok, tiếp theo là con gì đây? Một con dân làng lửa. Ồ. Dân làng được búp dữ hả? À cái con gà mập này nãy thấy rồi. Ok. Ui con mạch tuột nhỏ. Dễ thương vậy. Ơ nhưng mà nó cũng biết bay nè. Ồ, dễ thương nha. Con này là con mấy con chim nhỏ phải không? Nó bay đó. Đúng rồi, con này là gì đây? Ủa? Con này bình thường mà. Bình thường. Trời. Ủa này bình thường mà có gì đâu lạ ta. Ok rồi, con tiếp theo là con gà. Con gà có cái đầu của dân làng. Trời ơi. Oh my god. Tôi nghĩ cái dân làng này có vấn đề thật rồi Phong ơi. Cái con gì cũng ra dân làng hết trơn luôn. Trời ơi, bị dễ thương luôn bạn ơi. Mà cũng không dễ thương lắm. Mình nói vậy thôi, mình cười thôi chứ cũng không dễ thương lắm nha bạn nha. Bây giờ ghép cái đầu ông vô thôi, thấy ghê không ngồi gì con dân làng. Trời ơi. Rồi và tiếp theo chúng ta sẽ là một cái con ủa. Đẹp vậy. Ủa sao quýnh con cá chết queo rồi. Sao nó yếu xìu vậy?
Ủa bình thường tôi nhớ là con người sắt là nó mạnh lắm nha, còn con này là con người đất, mà sao con người đất nó yếu xìu vậy ta? Đánh mạnh, ê nó đánh mạnh nha. Ờ nhưng mà đánh mạnh nó quýnh rất là mạnh nha các bạn nha, chứ không phải yếu đâu nha. À là nhưng mà... con này đánh mạnh nhưng mà đi nói đánh là nó cũng chết luôn. Nó bị đánh là nó sẽ bị yếu. Ok, còn tiếp theo gì đây? Ồ con gát hình cái đầu của con dân làng nè, cái này nãy thấy rồi. Còn tiếp theo, Enderman hình con gà. Chân nó dài mà nó không nhôm vậy. Trời ơi. À, trời. Ok rồi, tiếp theo. Con xanh tuổi luôn á. Đây là con gì đây? Con gì? Ô, nó bay được vậy? Con slam biết bay, con này là con slam biết bay. Ôi trời, cái con này cũng không đặc biệt lắm. Tiếp theo là ui, con heo xương. Ui con heo hình bộ xương nè. Wow. Ô, cái này hình như là phải chỉnh trời tối á, để tôi chỉnh trời tối coi. Heo này sống trong bóng đêm bạn ơi. Ô, con heo này là nó có một cái bộ xương nha bạn nha, hơi bị ngầu luôn. Wow, nhưng mà tối quá, thôi tôi chỉnh lại trời sáng. Rồi bye bạn heo nha. Ok. Nói chung là bạn heo này giống kiểu bạn heo zombie á bạn á, bị mất thịt còn bộ xương các bạn. Rồi tiếp theo. Sẽ là của con heo gì đây? Con heo đứng cái tướng gì kỳ vậy? Nhảy vậy tao tưởng heo biết nhảy à. Nó là heo thỏ. Ôi con heo này dễ thương quá nè. Con heo nhỏ. Con heo nhỏ mà biết bay nè. Mấy con này nó bay loạn xạ vậy. Nó bay vòng tròn ghê, nhìn dễ thương thật sự luôn á. Con này đụng giật bay loạn xạ không? Ôi tôi thề nha, ở ngoài đời thật mà có mấy con heo bay bay kiểu này là tôi nuôi liền luôn á, nhìn hơi bị dễ thương luôn. Ok rồi, tiếp theo. Nó đó. Heo hip hop. Trời ơi. Yeah. Heo này là heo hip hop nha các bạn nha. Trời ơi. Hip hop never die. Ok, quá là ngầu luôn mấy con heo này. Nó nhảy ngay lông não luôn tôi chứ. Lông não. Mang heo tôi thấy nó nhảy tôi thấy mệt luôn. Ghép nhạc vô. Ok rồi. Bây giờ tiếp theo sẽ là con Creeper. Nó đi kìa. Creeper hình con gà mấy bạn ơi. Trời ơi trời. Trời ơi, mình chưa quá. Nhìn buồn cười thật sự rồi. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau đến những con cuối cùng nè đây. Đây. Có gì đặc biệt. Đến nha. Những con cuối cùng coi nó có gì đặc biệt nha các bạn nha. Ok rồi, con tiếp theo chúng ta sẽ xem là ô, một con gà bằng đất. Wow, con gà bằng đất. Con này cũng yếu nha các bạn nha. Đụng cái là chết nè. Con gì liên quan đến đất nó rất là yếu mà. À nó là núp á các bạn. Núp á. Ờ con gì mà bằng đất thì nó sẽ rất là yếu nha các bạn nha. Đụng một cái là nó chết queo à. Ok rồi, tiếp theo. Hot dog. À hot dog. À cái ổ bánh mì nè. Ủa trời ơi. Mấy bạn có biết cái ổ bánh mì hot dog đâu, mấy cái ổ bánh mì mà kiểu gọi là nó có kẹp cái xúc xích ở giữa các bạn. Nè nè, đây là con đây là cái bánh mì xúc xích nè bạn. À. Ok rồi, tiếp theo là xinh quá vậy. Wow, một bạn nữ cao. Trời ơi, hơi bị xinh nha. Ôi hình như là nhìn xinh hơn skin của Sam luôn Sam. It was at this moment that he knew he fucked up. Sam ơi, tại sao lại xinh vậy? Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với con vật tiếp theo nha các bạn. Hay quá, không bị bầm mắt. Ok, rồi, con vật tiếp theo chúng ta. Ô, con heo xoay tay. Đó, nó quay cái tay của nó đó bạn. Đó, ôi nhưng mà khoan từ. Cái con này, sao mà nó đi không, nó đi. Sao nó có cái này, nó xoay xoay vậy. Cái ốc vít nó xoay mà. Ôi nó xoay trời mưa luôn. Nó xoay mà trời mưa luôn bạn ơi. Xoay thời tiết á. Để tôi chỉnh cho trời hết mưa. Cái này là nút xoay thời tiết. Ok. Nó còn xoay vòng tròn nữa chứ. Thiệt luôn trời. Tôi nhìn đúng hài luôn á. Ở là trời, cái con này mà tối mà nó ở trước nhà tôi chứ tôi khỏi ngủ luôn các bạn. Xỉu ba ngày ba okay. Đêm luôn á. Thì ghê quá à. Rồi giờ tiếp theo con tiếp theo chúng ta là con này là con quýt. Weeder. Ok Weeder. Rồi tiếp theo nữa. À mấy con này thì bình thường thôi. Nói chung là từ nãy giờ tôi là thích con heo này nhất. Con heo hip hop vậy nè. Sam sao thích hip hop à? Ê bây giờ ông làm hành động của cái con heo kia, tôi làm hành động thử đi. Ông làm ok đây. Rồi ok, vậy là coi như cái này mình vẫn thắng nha các bạn nha. Mà không chỉ là có những cái con độc lạ trong clip đâu, mà có thêm cả những con còn độc lạ hơn nữa trong cái mod này. Vậy là 2-0. Sam thua rồi. Được rồi, chúng ta cùng nhau đến với video tiếp theo nào. Let's go. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với video thứ 3. Let's go. Ok. Và vẫn là bạn nước. Trời, Sammy, cái này là Sammy. Mình sẽ gọi đây là Sammy nước luôn rồi. Trời, thua 2 lần luôn rồi. Đây à, coi à. Rồi bây giờ để mình xem coi. Ok, để mình xem coi lần này sẽ là cái gì đây. Ok. Đây là một bạn nước, lại tiếp tục là bạn nước nha. Bạn nước đang vào trong kho đồ lấy ra một cái khối kim cương. Và sau đó bạn ấy đang xây ra một cái ui cánh cổng kim cương hả? Ui, Sammy đoán này là gì?
cổng địa ngục kim cương à? Có luôn hả? Không, cái này là cổng kim cương chứ không phải là cổng địa ngục kim cương. Đây cổng kim cương nhưng mà đâu làm được đâu. Không biết nữa. Ô, có cái hộp quạt bằng kim cương. Wow, tạo ra một cái cánh cổng kim cương luôn bạn ơi. Ủa nhưng mà bây giờ mình qua bên đó là mình được cái gì ta? Khi nào là một thế giới kim cương không? Ui cái này là địa ngục kim cương thiệt. Wow. Ê có thật hả? Thật sự cái này không có thật. Ui xịn dữ trời. Địa ngục có nước kìa hư cấu. Ờ thì thay vì là lava thì bây giờ đổi thành nước hiểu không? Đó cấu à. Ờ nhưng mà cái này là địa ngục thiệt nha. Tại vì có lâu đài ở bên dưới địa ngục nè. Ồ wow. Hay. Cánh cổng địa ngục được làm bằng kim cương. Đó. Sammy nghĩ là có thật không? Tôi suy nghĩ kỹ. Suy nghĩ kỹ đây. Suy nghĩ kỹ đi, Sammy đã thua 2 lần rồi đó. Sao nào? Theo như tôi phân tích được đó, sau khi xem được 1001 cuốn truyện tranh của Nobita thì tôi phát hiện ra đây chắc chắn sẽ là mod có thật. Dạ, giờ bây giờ mới tin nữa. Bây giờ mới tin là cái này là mod có thiệt à. Tin rồi, giờ khôn lên rồi các bạn đó. Ok, được rồi, còn riêng mình thì chắc chắn là mình cũng biết cái mod này luôn bạn ơi. Cái gì chứ mấy cái mod trong Minecraft á, mình coi video nào là mình cũng biết là cái mod này là mod nào luôn. Tại vì mình chơi Minecraft khá là lâu rồi, cho nên là mình cũng đoán cái này là có thật. Và bây giờ mình sẽ vào trong Minecraft để test thử cánh cổng địa ngục bằng kim cương cho các bạn xem nha. Sammy sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mấy bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi nhấn like đi chứ. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi, let's go. Rồi, ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Minecraft TikTok thí nghiệm số 3. Rồi, ok. Cái hồi nãy á, là Sammy thua mình là 2-0 rồi bạn ạ. Bây giờ cái này á, dù có đúng hay không thì Sam vẫn thua mình. Tại vì mình hơn Sam một điểm. Trời, hay, sao lần nào Sam cũng thua vậy hả Sammy nước? Kệ tôi. Chứ mà Sam yên tâm đi, dù Sam có thua nhưng mà Sam đã chiến thắng trái tim Phong. Làm gì cơ vậy? Ok được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm thử cánh cổng kim cương. À cánh cổng kim cương nha bạn nha. Rồi ok nha. Rồi thì theo như trong video á thì trước tiên chúng ta sẽ cần vào hôm nay lấy cho chúng ta khối kim cương. Thì khối kim cương này thì như bình thường thôi, chúng ta sẽ xây ra một cái cổng bình thường đó bạn ạ. Đúng rồi, giống như cái cổng địa ngục á. Rồi xong, một cái hình chữ nhật như thế này. Rồi, tiếp theo nữa, chúng ta sẽ lấy cho chúng ta một cái hộp quạt. Đây, hộp quạt kim cương nha các bạn nha. À, hộp quạt kim cương. Nhưng mà khoan từ, có cái này đặc biệt hơn nữa là sao, sao biết gì không? Ở trong đây á, nó còn có thêm những cái thế giới khác nữa nè. Emerald nè, rồi Lapis nè. Đây, lấy cho Sam coi nha, đây. Rồi, Emerald đâu ta? Thôi mà thế giới này có gì đâu, mình đặc biệt đâu. Thế giới kim cương là đặc biệt nhất rồi. Không, thì một tí nữa mình qua mình xem luôn mấy cái thế giới bên này luôn, coi nó có gì đặc biệt không, hiểu không? Mình so sánh đúng không? Đúng rồi, mình so sánh. Rồi, ok. Đốt cái này lên nè, rồi. Đốt cái này lên, rồi sau đó đốt cái này lên. Bỏ ba cái cổng luôn, được không? Okay. Ok, rồi bây giờ mình sẽ thử vào cánh cổng kim cương trước thử xem nha các bạn nha, ok? Kim cương xịn nhất. Được rồi. Không biết nó có ra được thế giới. Tôi mới vừa nói luôn bạn ơi, nguyên một cái gọi là địa ngục được làm bằng kim cương luôn. Wow, ơi sao mà tôi thấy có cái khu này nó nhìn giống hình con cá heo nè. Thấy không? Y chang luôn á. Ok. Cái dưới nước kìa. Ê, bây giờ ông game mất một không quay, ông qua ông bị chảy nước không? Đúng rồi. Cái này là lava nè, nhưng mà bây giờ đổi thành nước thì không có biết có bị gì ông ta, để mình xuống thôi coi. Ồ, không bị gì hết nè. Hay á. Ồ, không bị gì hết nha. Yeah. Wow, nói chung là cái này quá hay luôn. Cái thế giới kim cương này nó an toàn luôn các bạn, nó không đúng bị rồi, gì luôn. Nó an toàn luôn rồi đó nha. Quá đẹp luôn, kiểu này mà chơi sinh tồn mấy bạn, mà mình mà có cái cánh cổng này là khỏi cần kiếm kim cương nữa, xây nguyên cái thành phố bằng kim cương luôn. Chào mấy bạn, thành tỷ phú rồi. Đúng rồi. Đó rồi, ok, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với cánh cổng tiếp theo để coi có được cái gì nha các bạn nha. Thì mình nghĩ chắc là cũng như bình thường thôi, là nó sẽ có thế giới Emerald rồi, kiểu thôi. Đây cánh cổng này thử nè. Cánh cổng này lấy gì vậy? Cái này là khói ngọc Luli. Ok. Trời ơi. Xanh lét luôn. Xanh lè gì? Chị có khứa xanh trong này không? Tìm ra khứa xanh trong á. Nhiều khi gọi là đây là thế giới của khứa xanh luôn các bạn. Trời ơi. Nguyên một cái khu xanh lè xanh lét luôn. Trời ơi là trời, nhưng mà màu này mình thích nha. Trời, đúng màu xanh mình luôn nè. Màu của tôi luôn nha. Bây giờ ông thử đứng nằm xuống đây coi y chang luôn á. Trời ơi trời, ok. Mình đều thiên nhiên. Rồi bây giờ mình qua bên cổng Emerald xem thử nha bạn. Thế giới này chắc là Camui thích nè. Trời ơi, xanh lè xanh lét luôn. Trời ơi là trời, nhức mắt thật sự. Ê nước sao, để coi nước màu gì. Khoan từ, để coi cái nước màu gì. Hồi nãy mình không xem cái nước nó màu gì ha. Nước trước là màu xanh luôn á. Nước trước màu xanh, còn nước màu gì? Cũng màu nước à. Cũng cứ tưởng là nước nó màu xanh lá cây luôn á. Trời ơi. Wow. Nhức mắt quá bạn, là tôi bị nhức màu xanh á. Trời ơi.
Màu này nhìn cũng đẹp nhưng mà nhìn nhiều quá là sẽ bị gọi là hơi nhức mắt xíu đó. Trời đó, ok. Nói chung á là coi như cái này là mình với Sammy đã đoán đúng mấy bạn ạ. À, là có thể thật. Tạo được đó, là nó có thật. Trời ơi, quá là hay luôn. Ok. Và vừa rồi thì mình và Sammy cũng đã test thử những cái video Minecraft TikTok triệu view và nó có thật nha các bạn nha. Và bọn mình đã thử nghiệm qua rồi thì thấy khá là hay luôn. Và nếu như những bạn nào mà muốn bọn mình sẽ tiếp tục làm thêm những cái video thí nghiệm Minecraft TikTok triệu view nữa, hãy comment xuống bên dưới cho mình biết và nhấn nút like và đăng ký kênh thì mình sẽ làm thêm những video mới cho các bạn xem nữa nha. Và bây giờ thì sao nào? Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye. Yêu mọi người. À mà quên nữa, sau khi xem xong cái video này thì tổng kết là mình được 3 điểm, còn Sammy chỉ được 1 điểm mà thôi. Bởi vậy cho nên là Sammy cũng đã thua mình nữa rồi. Sammy cố gắng ráng trong tập sau thắng nha Sam, chứ Sammy thua 2 tập rồi đó. Cố gắng, không thể nào thua được. Còn mấy bạn thì bạn đã đón được bao nhiêu cái và bạn đã được bao nhiêu điểm, hãy comment xuống bên dưới cho mình biết luôn nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye. Yêu mọi người. Hello team, hello team.